Cả nhà khởi động đi ạ, cả nhà khởi động, cả nhà vỗ vỗ đả thông kinh đạn như cả nhà mình. Cả nhà mình đứng hoặc ngồi đều có thể vỗ đả thông kinh đạn nhé cả nhà. Đứng hoặc ngồi đều có thể vỗ đả thông kinh đạn ạ. À, nắm tay vào ạ. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Cô chỗ chị Điệp sau bóng tối đấy ạ. À? Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Cả nhà vỗ xuống vùng chân nhé cả nhà. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Nhà mình đứng dậy để chúng để từ chân ạ. À, giơ thẳng chân lên ạ. À, duỗi thẳng bàn chân ra xong là gập lên ạ. À, một ạ, à, hai ạ, à, ba, bốn, năm, sáu, bảy ạ. À, chúng ta đổi chân ạ. À, một ạ, à, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, bắt đầu quay bàn chân nhé cả nhà. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, quay ngược lại ạ. À, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, đổi chân ạ. À, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, quay ngược lại ạ. À, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Cả nhà đứng vững hai chân, quay đầu gối nhé cả nhà. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, quay ngược lại ạ. À, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Rộng cái chân hơn một chút ạ. À, quay gối rộng ạ. À, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, quay ngược lại ạ. À, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Đứng thẳng người, nhấc chân lên ạ. À, quay chân ạ. À, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, quay ngược lại ạ. À, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, đổi chân ạ. À, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, quay ngược lại ạ. À, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Cả nhà mình giơ thẳng tay lên nhé, gập xuống ạ. À, chúng ta chỉ làm 7 lần thôi ạ. À, thở ra, giơ lên là hít vào, cúi xuống thở ra. 3, 4, 5, 6, 7 ạ. À,
Cả nhà mình có thể làm động tác hồi xuân nhỉ? Sau đấy chúng ta vào bài tập số 6 hôm nay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Quay quanh mắt ạ. 4, 5, 6, 7. Lên trên thì mạnh ạ, xuống thì nhẹ nhé cả nhà. 1, cả nhà vuốt tóc 36 cái ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Cô Hải làm gì với cả cái khuôn mặt thế? Nó hỏng mất ra đi. Mình phải làm đúng động tác chứ. Chứ không có xóa cả cái mặt thế, nó hỏng mất ra đi. Vuốt cổ đi ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Trinh và 36. cả nhà. Cả nhà mình quay cặp đầu xuống nhé. Cái da của mình không có tùy tiện da khô, lấy tay khô mà đi sao, trà sát vào mặt thế có hả? Gập xuống ạ. Ngửa đầu lên ạ. Sang bên phải ạ. Sang bên trái ạ. Gập đầu xuống ạ. Ngửa đầu lên ạ. Hết sức có thể nhé cả nhà. Mỗi lần giãn hơn một chút. Sang bên trái ạ. 3, 3 bên phải trái ạ. 4 ạ. 5 ạ. 6 ạ. 7 ạ. 7. Mình làm đúng động tác nó có huyệt đạo của nó chứ không có làm bừa bãi đâu chứ. Sao lại cả cái tay trà sát em thấy có hàng. Cả nhà quay đầu nhé cả nhà. 7 vòng thôi ạ, xong đấy quay ngược lại. Quay chưa? Quay chưa? 7 vòng. Quay ngược lại. Được rồi ạ, cả nhà mình. Cả nhà mình bây giờ tập đến động tác số 6 nhé cả nhà. Động tác số 6, hai tay cuộn vào, vẫn là dang hai tay xuống, đứng thẳng người. Đứng thẳng người nhá. Duỗi thẳng hai tay, hai chân bằng vai. Đứng thẳng người, hai chân bằng vai cả nhà. Hai tay duỗi thẳng, cuộn nắm đấm vào. Cuộn nắm đấm vào cả nhà. Ngón tay cái để ở bên ngoài, chúng ta cuộn nắm đấm vào.
xong đấy chúng ta xoay lên, xoay ngược ra đằng sau thế này ạ. À? Xoay nó ngang sang thế này cả nhà, xoay tay sang này cả nhà có nhìn thấy không ạ? À? Xoay 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 nắm đấm ra bên ngoài thế này ạ. À? Cả nhà nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Xong bắt đầu mới đưa tay lên, lại xoay ngược lại. Xoay ngược lại thế này bắt đầu mình đưa lên đây và giữ ở đây. Ngưng lực ở khuỷu tay. Ngưng lực ở nắm đấm và khuỷu tay thành hai cái lực đối kháng. Ngưng lực ở nắm đấm và khuỷu tay thành hai cái lực cả nhà. Xong đấy là chúng ta nén và siết thật chặt. Ngưng lực tại cái cùi chỏ đây này. Đè xuống một lực tưởng rằng là đè thật chặt ở trên nắm đấm này, nhưng mà ngưng lực ở đây. Chúng ta siết và nén thật chặt. Siết và nén thật chặt, giữ 5 đến 10 giây rồi lại xì hơi thả ra, lại xả hơi ra, lại đi xuống bình thường. Cả nhà bắt đầu được chưa? Cả nhà bắt đầu nhé cả nhà. Hai tay này buông xuống này, nắm đấm ngón trỏ để bên ngoài, xong đấy chúng ta xoay tay này. Nhìn thấy xoay tay động tác xoay chưa? Xoay nắm đấm chưa? Xong bắt đầu chúng ta đưa lên. Chúng ta đưa lên nhìn thấy hai nắm đấm nó ra bên ngoài chưa? Sau đấy mới lại xoay ngược lại đưa nắm đấm lên. Lúc này chúng ta mới ngưng lực ở khuỷu tay. Siết và nén thật chặt. Siết và nén thật chặt. Giữ 5 đến 10 giây ạ. À. Siết và nén thật chặt. Thôi, thôi thì xả ra và chúng ta xì hơi. Ok. Cô Hải bắt đầu đếm nhé cô Hải. Cô Hải ơi. Cô Hải nghe thấy không? Bắt đầu đếm nhá. Cả nhà bắt đầu. Mời cả nhà. Vâng. Mở hộp đây Động này, tác số mở 6 chúng ta bắt đầu ạ. À. một Nắm thật chặt. Nắm tay ạ. À. Ngón cái để bên ngoài. Chúng ta xoay. Xoay nắm đấm sang bên ngoài. Và lên đến đây thì chúng ta xoay nắm đấm vào trong và bắt đầu với ngưng lực ở đâu ạ? Ngưng lực ở khuỷu tay. xịt Một lên lực thật hướng chứ. lên trên, một một cái là nén chặt, một cái lực ở trên trên, sau đấy siết và nén thật chặt. Thôi. Hai từ hai Cả nhà mình làm được chưa ạ? Siết và nén thật chặt. Thôi. một ba Siết và nén thật chặt. Thôi. một bốn Siết và nén thật chặt ngưng ạ. được cả khuỷu tay xít ném thật chặt bụng thôi. Chúng ta cái động tác này chúng ta sẽ có hai cái lực. Cả nhà cứ tập đi nhá. Hai cái lực Năm có nghĩa là hai cái lực nó ở ở trên năm và ở ở dưới này. Siết và nén thật chặt, chúng ta nắm chặt hai nắm đấm và ngưng lực vào đây. xin ném thật chặt Siết và nén thật chặt ạ. À. ngưng được cả hai cửa tay Một lực hướng lên trên nắm chặt, một lực thì ở dưới để chúng rồi. ta xì Sáu xít lén thật chặt ngưng được ra, cả hai cẳng cửa tay tay lên vuông góc, ngưng lực ở ngón trỏ, một lực thì ở dưới. Siết và nén thật chặt. Thôi. thôi. Xả ra. Chúng ta nhớ là lúc mà nắm tay thế này, nhưng mà sau đấy xoay cái tay này. Đưa lên. Bảy Quay lại. Đưa tay lên ngang ngực như thế này. Siết và nén thật chặt.
Hơn được cả 2,3. Thôi. Tám. Lực ở hai ngón tay trỏ đè xuống dưới khuỷu tay nhé cả nhà, một lực nữa. Thôi. Rồi. Chín. Siết và nén thật chặt cả nhà. Thôi. Của chị Quyến thì nó hơi mờ mờ nhìn không được, chị Huyền Nguyễn cũng vậy. Mười. Chị Đinh Thúy là tập đúng hay đúng động tác rồi đấy. Lưng được cả hai cửa tay, xịt ném thật chặt. Chị Trà là cũng không nhìn thấy luôn, chị Trà. Chị Mai Dương cũng không nhìn thấy. Siết và nén thật chặt. Cơ mặt thả lỏng nhé cả nhà, mặt thì thả lỏng ạ, cơ mặt thả lỏng, siết và nén Ôi. thật chặt. Siết 11. Xịt ném thật chặt. Ngưng được ở hai cửa tay. một hữu lực là nén lên trên, một lực là Rồi. đè xuống. Cho nên là toàn bộ cái lực nó nằm ở đây ạ. 12. Siết và nén thật chặt. Chị Đinh Thúy làm ngon đấy. Bởi vì nhìn thấy mỗi anh Thành Trung với chị Đinh Thúy, chị Hường với chị Hạ Hồng Hải. Còn lại là chị Thôi. Hà là nhìn nó hơi tối. Nhìn hơi tối, nó không rõ, chị Huệ không nhìn được. 12. Xít ném thật chặt bụng. Ngưng được hai cửa tay. Thôi Thôi. thôi là xì ra nhé cả nhà, để chúng ta lấy lại thăng bằng cơ thể. 13. Siết và ném thật chặt. Đứng một lực đè xuống, một lực hướng lên. Chúng ta có hai lực ở trên cái cổ cẳng tay của chúng ta. Siết và ném thật chặt. Thôi. Rồi. 14. Cơ mặt thả lỏng nha. Thôi. Cơ mặt thả lỏng cả nhà. 15. Siết và nén thật chặt. Nhưng mà cơ mặt chúng ta để thả lỏng ra. Siết nén thật chặt từ từ thân chúng ta trở xuống ạ. Nhất là dưới khí hải ạ. Nén thật chặt ạ. Thôi. 16. Siết và nén thật chặt dưới khí hải ạ. Thôi. Thôi. 17. Siết và nén thật chặt cả Thôi. nhà. Thôi. 18. Xít lén thật chặt. Ngưng được cả hai cửa tay. Thôi. Thôi. 19.
Rồi. 20. Một lực đè xuống, một lực hướng lên trên, siết và nén thật chặt. Thôi. Toàn bộ lực ngưng ở ở 21. lưng, ở ngưng ở cánh tay chúng ta đưa lên ạ. À, siết và nén thật chặt. 22. Thôi. Ôi. 23. Quay nằm đấm là Thúy, Đinh Thúy. Nằm đấm đang vung thắng thế này nha. Nhưng mà quay mặt nằm đấm nó ra bên ngoài. Nén thật chặt, nâng được cả hai cổ tay. Đinh Thúy này, đang vung thắng thế này đúng không? Mặt nắm, mặt tay đang ở bên trong. Mình nắm Ôi. nắm đấm lại, xoay nằm đấm ra bên ngoài, bắt đầu mới đưa lên này cả nhà. Hai Đưa lên bốn. đến đây rồi bắt đầu mới xoay ngược nằm đấm, xong bắt đầu mới cong tay lên. Xong đấy ngưng lực ở đâu ạ? À, lực ở trên gốc, ở trên trên nắm đấm và lực ở dưới này, có nghĩa là hai lực đối kháng thì toàn bộ lực nó dồn vào đây. Siết và nén thật chặt. Thôi. Có ai chưa làm được cái này không ạ? À, ai chưa làm đúng không ạ? À, 25. vung thẳng nhá, tay cuộn vào, xoay tay nắm đấm hướng ra bên ngoài, bên ngoài thân mình, đưa tay lên trước mặt, bắt đầu mới quay ngược lại, đưa thẳng khuỷu tay lên như thế này cả nhà, siết và nén thật chặt. Thôi Thôi. thì ra chúng ta thả thân, 26. xoay nằm đấm nha, bắt đầu đưa lên này, bắt đầu chúng ta mới quay ngược lên này, đưa thử tay lên này, đúng rồi đấy Linh Thúy, siết và nén thật chặt. 24. Thôi thôi thì xì ra cả nhà. 27. Chúng ta có cảm thấy là cái ngón trỏ của chúng ta bây giờ lực nó đang vào nó rất mạnh không ạ? Ngón trỏ là đang nắm một cái nắm đấm rất là mạnh không ạ? Nó đang siết vào. Bây giờ cái lực nó đang ở cánh tay của chúng ta. Nó đang như giống như một thanh sắt. 28. Nắm rồi bắt đầu phải xoay tay rồi đưa lên cả nhà. Siết và nén thật chặt. Chỗ chị Bích Trà tối quá, mới chị Quyến tối quá không nhìn thấy. Thôi. Ôi. Chị Đinh Thúy là làm ngon rồi đấy. 29. Xít và nén thật chặt vào. Thôi. 30. Cái động tác này nó để cho chúng ta phát triển cái gân cơ ở tay đấy ạ. Và nó làm toàn thân của chúng ta, nó làm sạch sẽ mạch máu cho các thứ. Ôi. 31. Siết và nén thật chặt. 31. Chỗ chị Quyến với chỗ chị Điệp nó hơi tối. Thôi ạ. Thôi. Cả nhà thấy toát mồ hôi không ạ? 32.
Thôi. Thôi. Ba ba. Siết và nén thật chặt nhé cả nhà. Thôi. Ba tư. Siết và nén thật chặt ạ. Thôi. Thôi. Ba năm. Cả nhà nhờ cái động tác siết và nén thật chặt nhé cả nhà. Chị Trà để ý cái mà lúc cái động tác nó lúc đầu tiên đấy ạ, cuộn tay vào, xoay tay sang bên, nắm đấm sang bên sườn, đưa tay lên, bắt đầu mình quay ngược lại như thế này và Thôi. dựng tay lên. Ba sáu. Chị Trà nhờ cái động tác này đấy ạ, chị Trà làm chậm lại đi ạ. Hai tay buông thõng, cuộn nắm đấm lại, ngón cái ở bên ngoài, xoay nắm mặt nắm đấm ra bên ngoài, bên ngoài thân mình, bắt đầu mới đưa tay lên, sau đấy mới xoay. Lúc này mới xoay này, nhìn động tác này, xoay lên, bắt đầu mới dựng lên như thế này, siết và Thôi. nén thật chặt, xong đấy xả ra, siết và nén thật chặt. Cái động tác siết và nén Ba thật chặt là sáu. rất quan trọng. Ba sáu thôi cô. 36 rồi, chúng ta đổi sang động tác thứ bảy đi cả nhà. Cả nhà là thả lỏng cơ thể một chút ạ, đi lại vài bước đi ạ. Chúng ta đi lại vài bước. Cho chị nó không cung rồi á. Quay lại công ty cho chị Cả nhà đi lại vài bước rồi chúng ta bắt đầu làm động tác số 7 đi cả nhà. Động tác số 7 chúng ta cuộn nắm đấm như bình thường. Chúng ta cuộn nắm đấm như bình thường, chúng ta vẫn đang cuộn nắm đấm đấy ạ. Sau đó là chúng ta bắt đầu cuộn nắm này. đấm thì lấy hơi thở vào này. Sau đưa hai nắm đấm thẳng lên ngang vai này. Mặt nắm đấm này hướng vào nhau, mặt nắm đấm hướng vào nhau như cả nhà nhìn được không ạ? Cuộn nắm đấm như bình thường nhá, cuộn nắm đấm này đưa lên này, mặt nắm đấm lúc này thì hướng vào nhau như thế này. Cứ thế này đưa thẳng lên. Động tác số 6 là chúng ta phải xoay mặt nắm đấm ra ngoài, chúng ta đưa lên, bắt đầu mới quay lên và nâng lên đúng không ạ? Ở đây chúng ta cuộn nắm đấm như bình thường, đưa thẳng lên trên, được chưa? Đưa thẳng nắm đấm lên, ngang vai, mặt hai nắm đấm hướng vào nhau. Chúng ta mình nhấc gót cao lên, nhấc gót thật cao. Đứng ở trên Anh con hai cái ngón chân cái đấy ạ. Xong đấy chúng ta dang hai tay sang hai bên. Mặt nắm đấm hướng xuống dưới và đứng như thế này, siết và nén thật chặt. Xong đấy là chúng ta xả thì lại buông ra, hạ chân xuống. Cả nhà bắt đầu nhé. ông Hải đếm Cả nhà mình động tác này ok chưa ạ? chưa Số 7 này cả hài nhà. Cuộn nắm đấm như không bình hài đếm thường. Sau chúng đó chúng ta ta đưa lên, tay lên, lấy hơi thở vào. tiếng phải tất cả cái tiếng ở trên Kiếm chân lên nhá, kiếm chân lên, mặt nằm đấm hướng vào nhau, hướng vào nhau. Chúng ta nhấc cao gót, dang hai tay duỗi thẳng ngang vai, siết và nén thật chặt, mặt nằm đấm hướng xuống đất, siết và nén thật chặt toàn diện, giữ vững thân người, ngưng lực ở hai nằm đấm, siết chặt hai nằm đấm, giữ chặt 5 đến 10 giây, rồi chúng ta thu lại tay về ngực, hạ gót, xả tư thế. Cả nhà mình siêu quá, biết ơn cả nhà mình bắt đầu đi, cô Hải bắt đầu đếm đi ạ. bắt đầu đến nhà em cũng chưa đồng Vâng. bắt đầu cô ạ Bắt đầu đưa ra đằng trước và kiếm gót chân lên. Dang ra hai bên, siết và nén thật chặt. Hai nằm đấm hướng mặt xuống dưới đất. Siết và nén thật chặt ạ.
Giữ vững thân người nhé cả nhà, kiễng chân lên cao nhất có thể, giữ vững thân người, ngưng lực ở hai nắm đấm, Cô siết chặt hai nắm đấm, sau đấy thu tay vào, xì ra. Kiễng chân lên, động tác này chúng ta phải kiễng chân lên. Ngưng lực ở hai nắm đấm úp xuống dưới, mặt dưới, dưới đất. ôi ba Siết và nén thật chặt, toàn diện. Ngưng lực ở hai nắm đấm. Thôi. ô bốn Chị Bích Trà tập ngon đấy. Chị Điệp cũng tập ngon rồi. Chị Đinh Thúy cũng làm đúng đấy. Chị Đinh Thúy, chị Huế cũng làm được rồi, ngon này. Nhà mình cũng siêu quá. Siết và nén thật chặt cả nhà. Ô năm Tập cứ để cho ra mồ hôi nhé cả nhà. Siết và nén thật chặt. Thu tay ô về trước ngực, hạ gót xuống, xì hơi, thả lỏng người. Siết và nén thật chặt. Ngưng lực ở hai nắm đấm. Ô Thu tay về trước ngực, hạ chân xuống, hạ gót xuống, xì hơi ra. bảy Siết và nén thật chặt. Thu tay về trước ngực, xì ô hơi, thả lỏng toàn thân, hạ gót xuống. tám Thả lỏng cơ mặt cả nhà. Ô Thu tay về trước ngực nhá. Mình xả là hạ chân xuống, thu tay về trước ngực, xì hơi ra. chín Nén thật chặt toàn diện. Mặt nằm đấm hướng xuống đất. ô Thôi, thu tay về trước ngực, xì hơi, hạ gót xuống. mười Siết và nén thật chặt. Mặt nằm đấm hướng xuống đất. Giữ vững thân ô người ạ. Thu tay về trước ngực, xì hơi, thả lỏng thân. mười một Mặt nằm đấm bốn hướng xuống dưới đất. Thu tay về, hạ chân, xì hơi. mười hai Kiễng chân lên cả nhà. Kiễng chân lên hết sức có thể. Mặt nằm đấm hướng xuống đất. Siết và nén thật chặt. Cô Co tay về trước ngực, hạ chân xuống, xì hơi ra. 13 Siết và nén thật chặt. Mặt đấm, nắm đấm hướng xuống đất. Thôi, có tay về trước ngực, xì hơi, hạ gót.
rồi. Rồi. 15. Mặt thả lỏng cả nhà. Sếp vẫn nén thật chặt nhưng mà mặt thả lỏng. 16. Rồi. Ôi. 17. Kiếm chân lên. Xếp và nén thật chặt. Mặt nằm đấm hướng xuống đất. Thôi, thu tay về trước ngực. Hạ gót xì hơi. Thôi. Cô 19. Cô 20. Xếp và nén thật chặt. Ồ. 21. Ngưng lực ở hai nắm đấm, siết và nén thật chặt. Thôi. Lực ở hai nắm đấm nha cả nhà. 22. Ô 23. Thôi. Ô 24. Thôi. Ồ. 25. Ồ. 26. Thôi 27. Thôi 28. Siết và nén thật chặt. Mặt nằm đấm hướng xuống đất. Thôi. Ồ. Cô chị Quyến nó cứ mờ mờ không nhìn được. Kiếm chân lên nhé cả nhà. Kiếm chân lên cao nhất có thể. Siết và nén thật chặt. Thôi. 30. Ồ. 31. Ồ.
32. Hồ. 33. Hồ. 34. Kiếm chân lên, siết vào nén thật chặt. Siết vào nén thật chặt toàn diện. Thôi. Oh. 35. Kiếm chân lên, siết vào nén thật chặt. Thôi. 36. Siết vào nén thật chặt toàn diện. Thấy mồ hôi chảy không ạ? Mồ hôi chảy ròng ròng không ạ? Oh. Thôi. Cả nhà đi lại bình thường vài bước đi ạ. Chị Huế chia sẻ về động tác này đi ạ. Chị Bích Trà hay là tiền hay là chị nào tiện? Chị Huế tiện thì chia sẻ trước đi. Dạ. Em mấy ngày hôm nay em đi nhiều quá, em đau hết cả cơ thôi, lại em không có cảm giác gì luôn chị ạ. Vừa tập mà động tác này chưa thấy cảm giác gì đúng không? Vâng. Hôm nay đi nhiều quá hả? Chị Bích Trà chia sẻ Mấy xem nay nào. đi nhiều. Vâng. Chị Bích Trà ơi, động tác này thế nào? Tác này đau chân hả chị? À, đau hai cái lực chân đúng không? Tốt quá. Em Đau là tốt kiễng rồi. chân, đau chân. À, đau hai 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 cái chân mà mình kiễng lên đúng không ạ? Vâng ạ. Chị Điệp có đau chân không chị Điệp? Chị Điệp. Mình đau cả chân cả bắp tay. Như Cả chân cả bắp là tay thì cái tốt tay. rồi. Đúng rồi. Ừ, cả Được chân cả quá. cái tay này nó cũng bị mỏi. Tại vì cái lúc đầu vào cái này mình lại không tập được, cái nó eo ra mất. Không là bãi cuối mình lại vào À, anh Thành Trung động tác được. này thế nào ạ? Em hơi đau vai bên trái. Đau vai bên trái hả? Này. Chắc Tốt rồi mình đấy. Mình bây giờ mình đang có vấn đề ở đâu thì nó sẽ đau ở đấy. Xong đấy mà qua được hết cái đau thì là chúng ta sẽ trở lại, chúng ta sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Trên bây giờ mà đau ở đâu là tốt đấy ạ. Nó đang củng cố. Lần đầu tiên chúng ta tập mà đau là tốt. Chị Đinh Thúy thì sao ạ? Đau ở vai trái là phải quay vai trái thêm, tập vai trái thêm đấy cả nhà. Cả nhà để tay xuôi tay hai bên đi ạ. Đánh hai vai về đằng sau cả nhà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quay vai vai về đằng trước đi ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ạ. Ở nhà chúng ta cứ tập thêm nhé cả nhà. Anh Thành Trung tập thêm cái đấy đi ạ. Tập thêm cái quay vai như thế này ạ, giữ thẳng hai tay và quay vai, giữ Vâng. thẳng hai tay quay vai nhé cả nhà, quay trước và quay sau, biết ơn cả nhà lắm lắm ạ. Cả nhà mình có thể là ở nhà tự dậm gót chân nhé cả nhà, cứ đứng thả lỏng dậm gót chân đi. Còn buổi Zoom của chúng ta thì hôm nay đến đây là hết rồi ạ. Cả nhà mình có chia sẻ gì thì cứ chia sẻ thêm thôi ạ. Mời chị Hương ạ. Chị thường thấy là khi mà mình tập cái mỗi một động tác ấy mà lặp đi lặp lại nhiều lần ấy thì tức là khi mà mình tập vào cái khí của mình ấy là mình làm được cái điều đó. Còn trước nếu mà mình chỉ có tập 2 3 lần hoặc tự thì là nó khó hơn. Còn bây giờ thì mình tập những cái động tác này là mình thấy rất là thích. Bởi khi mà động tác lặp đi lặp lại nhiều lần là mình cảm thấy là nó có tác dụng luôn.
Thì cảm ơn chị mình chia sẻ là tất cả những động tác đều lặp đi lặp lại nhiều lần là tác dụng rất là tốt. Dạ, cảm ơn chị. Mới đầu mình tập ít ấy thì mình không thấy, nhưng khi mình tập lặp đi lặp lại nhiều là mình thấy nó có hiệu quả. Còn khi bạn nào mà bạn chưa có hiệu quả có nghĩa là cái tâm bạn chưa để vào đó. Chứ còn Hương thấy là nó mình đã thấy có hiệu quả. Còn có những cái động tác mà mình tập mấy trăm lần thì là mình có thấy hiệu quả luôn. Mình chưa siết ấy cả nhà. Nếu mà ai mà chưa thấy đau đớn thì chưa thấy vấn đề gì là mình chưa siết và nén thật chặt để khí nó lưu thông. Thế sau giống như anh Thành Trung là có đau ở vai thì cái vai đấy là của anh là tác động đấy là rất tốt. Hay là đau ở chân hay đau ở đâu đấy đều là tốt đấy ạ. Nó sẽ làm thông cho chúng ta. Cái nào gặp đi gặp lại nó rất tốt luôn. Biết ơn cả nhà lắm lắm ạ. Chúc cả nhà một buổi chiều làm việc hiệu quả nhé cả nhà. Vâng, em chào chị Trinh. Cảm ơn cô. Chào cô Trinh. Chào cả nhà.